Hello anh em nha. Trước khi anh em xem clip thì mình muốn giới thiệu đến mấy bạn một channel cũng CFNA luôn. Đó là Phở CFNA nha. Đây là một anh chàng trong nói chung thì trong clan mình thôi. Thì mình cũng BR với BR cho bạn nó chơi cũng có này có nọ với anh em. Thì anh em có lướt qua cho mình cái đăng ký của mình Phở nha. Hello, xin chào anh em đã quay lại với channel của mình nha. Hôm nay trên tay mình đây là một con Curry vạn rồng. Và đây, đây là nhân vật chính của chúng ta, AK-47 Noble Beast. Chuẩn quá mà. Theo mình được biết thì AK này được giữ nguyên thông số nha, không chỉnh sửa, không bị fix. Ôi trời. Phê nhở. Ôi. Cứu nó. Ngồi, ngu người, chết lay. Cứu mày mà tao chết lay á. Trời ơi, hero là hết cũng vô à. Chết đi mày. Đó, chết luôn. Tôi chinh nhỏ nhỏ lại mất công mấy bạn nghe nó ồn không nghe được tiếng mình đâu. Thì hôm nay thì mình đem cả set súng vàng vô bắn bắn zombie. Nói vậy đi. Thì hiện tại theo mình biết ở Việt Nam thì KK này không có đồ vĩnh viễn nha. Bên mình thì nó cho đại trà. Hồi lúc cách đây 1.5 năm hay sao á, lúc ai mà order, nói chung đặt hàng trước cái review VIP á là nó cho vĩnh viễn. Ôi giời, bạn tơ à, cho xin kêu nha. Về phần mình đánh giá thì KK này bắn khá ngon, bắn đam khá đầu. Mình thấy mấy KK như kiểu AK thi đấu CFS rồi WCG rồi cái kiểu bắn không đâu bằng cây này đâu nha. Chưa chết hả mày? Chết đi mày. Cái đam nó đã không? Phê. Ôi giời, nam không? Ô, giấy tao à? Chết ngay đi mà. Chết đi mày. Ôi. Bình tĩnh bạn gì? Bình tĩnh rồi cũng có phần. Đứng gì mà. Tính là Lý Mạnh à? Nghĩ gì? Nạp tạng nữa chứ. Bây giờ phê. Phê nè. Bây giờ cây Curry này chưa xác sinh ai nha. Về phần mình đánh giá thì xét súng này khá đẹp. Hiện tại theo mình thấy trừ cây M4M1 Transformer Noble Gold bên mình không có á, thì là cũng không hẳn là không có, tại vì nó chỉ phát cho những ai đi thi đấu thôi. Team CFS năm 2016 ấy, có 5 người có à. Rồi còn tụi tôi thì kiếm không có. Nguyên xét súng này là quay hết nha. Quay loại mồm ra Curry.
chạy lên. Ngu gì đứng dữ. Cứu đồng đội nè. Cứu mày nè phở. Chết 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 rồi, chết tôi. Trồng quá. Mấy chú nó chơi mà hại hiếp tôi quá. Nó hiếp tôi ghê quá. Rồi qua dân mới nha. Nãy giờ tôi chưa sử dụng Curie để tàn sát ai. Không ai cho tôi cơ hội thôi. Cho tôi cơ hội để xem. Thôi tha cho phở nó khỏi em. Ôi. Ngu người. Tao hỏng mày. Chạy à. Lên. Cạn lời. Cạn con mẹ nó lên. Giờ thì đó, anh em tao là mấy. Rồi. Lại tiếp tục hành xác tụi nó nào. Ôi giời ơi, còn block đường nhau nữa. Chết đi mày. Chết mày. Xeno im lặng, đi áp sát. À. Chạy mà được à. Không ăn được luôn. Mày đi ăn lén mà được à. Tờ nha. Bố thấy mày rồi nha. Có đồng đội tao bắn. Không nỡ cho mạng giao thôi. Tao mà bắn, tao mà chém mày chết chắc nha. Đứng solo luôn à. Ôi! Thằng nó block đường tao. Ngu người. Một cảm giác đó là ngu người. Ôi giời. Ôi giời. Anh đi mấy con sơn. Hú hồn xém chết tôi. Rồi đây. Mấy anh em tham dung. Rồi tha mày đó. A hi hi. Chết đi. Xong mà sống được chứ anh. Úi, tôi yếu máu rồi, bay xuống chứ. Chạy với làm gì căng à. Chém liếng nè. Còn thẳng lắm. Đâu rồi. Chạy à. Gì vậy? Gì thế? Ôi giời. Đừng làm gì cơ chứ. Mà tôi phải nhất định là phải còn kiếm được một thằng tôi mới chịu mà. Còn kiếm bằng Curie cơ. Dịch theo tiếng Việt Nam thì dao vắm hòn da quái thú à. Biết là quái thú. Noble như là hòn da thì phải. Không rô vô mà hồng da mà. Rồi làm dơm luôn. Vui. Đi chết đi mày. Rồi chạy. Ôi. Ghê thế.
Ghê thế. Hit được tôi luôn. Này, này thì bắn anh này. A đồ một phát chết hai thằng kìa. Ý ý. 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 Trời ơi, cho tôi chém cho đã chạy xuống để nó ăn là sao? Trời ơi, làm ơn, tôi chỉ cần con chiến một thằng thôi. Ủa vậy đó. Nhìn chung là xét súng này khá đẹp. Tiếc có một cái là mặt Lucifer của mình không có cây đê này thôi. Lại làm dơ mà. Ráng, bắn ráng. Bắn ráng, anh ghét, rất ghét hai loại bắn ráng nha. Tôi lên trước đi em. Tôi lên trước đi em. Tôi lên trước đi em. Tôi lên trước đi em, anh giết hết. Anh sẽ giết hết bọn này. Ôi giời ơi, cái thằng mẹ. Làm tao mít nhịp. Mày là của anh, mày là của anh, mày là của anh, mày là của anh, mày là của anh. Đó, anh nói anh có sai đâu, mày phải là của anh. Rồi, thì đây sẽ là gián cuối nha. Hôm nay mình chơi chung với bạn Jimendo GV. Thì cái arc này của bạn Hưng, Nguyễn Trần Hưng mà đưa cho bạn Phở CFNA mượn bắn nha. Nói chung thì clan mình thì không hẳn là share account lắm. Tại vì không nghĩ cho nên là không bỏ account nó, cho nên là đưa account cho vợ chơi. Ôi ghê thế. Ghê thế. Đam lên ngọt ngọt đều mà. Ôi, xào quá, xào quá. Chết luôn, double kill. Hit to luôn nè, hit xe no luôn nè. Dám lấy giáp qua nè. Ôi, đúng người. Không chịu e. Thì anh em có xem clip nhớ like, share và subscribe cho mình nha. Thì anh em